lũ chi bay hơn phùa em nở. Chép khó rằng bà năm ta chẳng khôn xứ nguồn, coi dù em nở bia nắc nhà xếp lại, coi dù ai nở lâu kẻ ai nhà kín lại. Dần ra lu mai lu nhìn em nhang long lầy lu bao lầy ngoài nà em in mo ai trên năm ta phố mùa lón lại ca khay bay nỡ phùa mía thở coi bứng lẻ căn muôn chờ cũ già chết chờ ai. Chẳng khôn xứ nguồn, coi dù em nỡ bia nắc nhà xếp lại, coi dù ai nỡ lâu kẻ ai nhà kín lại. Bầu mi lù dù nặng ai em mù ma bét cái nhà tành lại tô khóc mò nhà hay nhà ná tức lại bầu mi lù tròi chi bay bên lũ hương gió lũ ông vua chờ ai em há cơn há cũng khổ lại ai sao chẳng xưa chưa ngờ lũ xú vua bắc khen bắc có em lắc khai trong xứ hầu lu gian phú gian già lũ ngài lũ chờ ai em lù bầy hương phùa lũ phùa chờ ai em há cơn há cũng khổ lại ai sao chẳng xưa chưa ngờ lũ xú phùa bắc khen bắc có em lắc khai trong xứ hờ lu gian phú gian già lù ngài lù nhìn chào trân trọng nhất. Xin được chúc cho đại lễ vô quy của đội bạn trẻ Hoài Thu, Nguyên Đê thành công tốt đẹp. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, đúng là dòng sông nào cũng chảy về với biển cả. Có cuộc tình nào rồi cũng dần đến hôn nhân. Và dù cho núi cách sông ngăn, không gì ngăn nổi duyên anh với nàng. Mà xua mây để đón trăng vàng,
giang tay để đón nàng về với anh. Hết rồi áo tím áo xanh, bây giờ em đã có anh là chồng. Và trong khoảnh khắc hạnh phúc, khoảnh khắc tuyệt vời này, xin được kính chuyện là mời đến toàn thể quý vị. Chúng ta hãy cùng hướng ánh mắt của mình ra phía cánh cổng hoa để cùng chào đón hai gương mặt chính trong buổi trường ngày hôm nay. Xin được kính chuyện là mời tới cô dâu Hoài Thu và chú rể Nguyễn Đi sẽ cùng nắm chặt tay nhau để bước lên sân khấu đăng quang hạnh phúc của mình. Và quý vị có thể nổ ra một tràng pháo tay thật lớn để chào đón được không ạ? Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, đúng là chú rể Nguyễn Đê của chúng ta cũng đã đi khoảng một vòng trái đất ạ. Anh đã gặp đúng một người duy nhất anh thương. Anh thương cả sớm cả chiều, mà thương cả ngày này và lẫn cả ngày mai. Mà tình anh thì biển rộng sông dài, càng nặng tình nghĩa thì lại càng giàu tình thương. Mà cha mẹ đến nay mái tóc cũng đã điện sơn, càng yêu giao thảo thì lại càng mến thương dễ hiền. Chính vì lẽ đó trong buổi trường ngày hôm nay, để cho chương trình Đại lễ vô quy của đôi hoa trẻ thêm phần sang trọng và đầy đủ hơn rất nhiều, thì xin được kính chuyển lời mời tới hai vị đại diện về phái đoàn Hà Gia Đình Nhà Gái, cũng như hai vị đại diện về phái đoàn Hà Gia Đình Nhà Gái trong buổi trường ngày hôm nay sẽ cùng nhau trở lại sân khấu để cùng ra mắt diễn tiến toàn thể quý vị. Thân ái kính mời. Và về phía phái đoàn Hà Gia Đình Nhà Gái có anh Lò Văn Triệu và chị Vì Thị Nhung cũng sẽ bước lên sân khấu để đứng sát về cô dâu xinh đẹp của chúng ta trong buổi trường ngày hôm nay. Và xin được kính chuyển lời mời tới anh chị bên phái đoàn Hà Gia Đình Nhà Trai cũng sẽ cùng nhau trở lại. Thân ái kính mời. Vâng, kính thưa quý vị, thân mến, đúng là một năm thì luôn bắt đầu từ mùa xuân. Và tình yêu của đôi bạn trẻ đã đủ năm đủ tháng, đủ tiền đủ gạo, đủ đạo làm chồng, đủ công làm vợ, đủ cả chữ nợ, đủ cả chữ duyên, đủ cả quan viên bốn họ trong buổi chiều ngày hôm nay. Để đón tiếp tới thân thể quý vị thì xin mời cô dâu và chú rể cùng đại diện hai bên gia đình sẽ cùng quý chào ra mắt toàn thể duyên hôn. Xin mời. Vâng ạ, và quý vị có thể thưởng cho đại gia đình của chúng ta một tràng pháo tay trị giá 5 tỷ đồng được không ạ? Vâng, chân thành cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, đúng là yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của mỗi con người mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Khi đã yêu nhau, đôi bạn trẻ sẽ cùng nhau trải qua những cung bậc thâm trầm cảm xúc khác nhau. Và họ yêu nhau đến hôm nay thì câu tươi đã bổ mà trầu này thắm duyên. Và đôi bạn trẻ đã từng nguyện ước với nhau rằng ước gì anh hóa thành bèo, còn em là nước sông bèo có nhau. Mà ước gì anh hóa thành câu, em hóa thành trầu mình bên nhau đến trọn đời. Mà ước gì thu là cô dâu, đây là chú gì chúng mình tới nhau. Đúng là chờ năm tháng mỏi ngon, và ngày hôm nay đây chính thức không còn mộng mơ. Một ngày đẹp nhất, một giờ đẹp nhất là giờ này đây. Hôm nay ngày 12 tháng 10 năm 2024, tức ngày mùng 10 tháng 9 năm Sắp Thìn, tại gia đình nhà gái bản Khiêng Khang, Tiên Phận, Mai Sơn, Sơn La. Và đến giờ phút này, không để quý vị phải chờ lâu thêm một giây phút nào nữa, MC Anh Tú, người kết nối cho chương trình và thay mặt cho ban tổ chức trịnh trọng tuyên bố chương trình lễ vô quy của đôi vợ trẻ Hoài Thu, Nguyễn Đê, Nguyễn Đê, Hoài Thu xin chính thức được bắt đầu. Bạn tuyệt vời đấy các bạn. Vâng, rất tuyệt vời ạ. Và những tràng pháo của anh em làm chương trình đã nổ ra trong buổi trưa ngày hôm nay rồi. Và kể từ giây phút này đây, đôi bạn trẻ sẽ cùng trở về chung một mái nhà, chung cha, chung mẹ, chung bà, chung ông, chung luôn con đường nhỏ, và hạnh phúc của họ sẽ là một đàn con thơ ạ. Một lần nữa xin được phép đỡ lời cho cô dâu và chú rể, cũng như thay mặt cho hai bên gia đình xin được chân thành cảm ơn tình cảm của toàn thể quý vị. Chúng ta đã không quản ngại đường xa xa xôi, không quản ngại trời mưa nắng, bất chút thời gian quý báu của mình để cùng về tham dự lễ vui quy của đôi bạn trẻ Hoài Thu danh duyên cùng với chú rể Nguyễn Đê trong buổi chiều ngày hôm nay rồi. Và lời nào nữa, không còn lời nào hơn, xin được chúc cho toàn thể quý vị chúng ta có một sức khỏe thật là dần dồi dào và an khang thịnh vượng trong buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Và đến giờ phút này để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ, cũng như là để tiếp
tiếp tục chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay thì xin được kính chuyển lời mời tới đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ cùng tiến về phía trước một bước ạ, để cùng minh chứng cho tình yêu đẹp của đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì xin mời cô dâu và chú rể có thể quay mặt lại với nhau và dành cho nhau một cái ôm thật là nồng thắm nhất trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay được không ạ? Vâng, xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng quay mặt với nhau ạ. Vâng ạ. Và xin mời cô dâu và chú rể ạ sẽ cùng ôm nhau một cái thật chặt ạ. Vâng ạ. Rất tuyệt vời, rất ngọt ngào trong buổi trưa ngày hôm nay. Và một chào với tay thật lớn dành cho cô dâu và chú rể được không ạ? Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và đến giây phút này xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tiến về phía tháp bánh tình yêu để cùng chia ngọt sẻ bùi trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời cô dâu và chú rể ạ, hãy cùng tay trong tay cắt lên ba đường thẳng của chiếc bánh gato. Thân ái kiểm vân. Vâng ạ, một đường thẳng dành cho cha mẹ, một đường thẳng dành cho tình yêu của đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay, và một đường thẳng dành cho công ơn được sinh thành ra mình. Một lần nữa thân ái kính mời. Vâng ạ, chú rể lần đầu tiên lấy vợ rất run ạ. Vâng ạ, xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng cắt chiếc bánh thành ba. Vâng ạ, một lần nữa xin mời ạ. Vâng, rất ngọt ngào, rất tình cảm trong buổi trưa ngày hôm nay. Đến giờ phút này xin mời đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ cùng nắm chặt tay nhau để cùng nhau trở lại với tháp ly rượu tình yêu, để cùng rót rượu tràn ly. Thân ái kính mời. Vâng ạ, và anh Tùng xin được mời chú rể ạ sẽ bóc chiếc tem ra. Vâng ạ, chiếc tem này là của Made in Sơn La ạ. Vâng, không phải của Trung Quốc đâu. Xin mời chú rể ạ. Vâng ạ, rất thiêu luyện ạ. Có vẻ là người nhà có học qua vài bản rồi ạ. Xin mời chú rể ạ. Em vặt chiếc khóa sát ra trước ạ. Vâng ạ. Vâng, và xin mời chú rể bằng sức mạnh tình yêu của anh sẽ lắc chai rượu thật mạnh đi ạ. Nữa đi ạ. Vâng, xin mời chú rể sẽ vặn nhẹ, nắp chai rượu vặn nhẹ ạ. Vâng, rất tuyệt vời. Đến giờ phút này xin mời cô dâu và chú rể sẽ tắt rót rượu lên phía nắp ly rượu tình yêu. Thân ái kính mời. Và những dòng rượu đang tuôn trào chảy kia sẽ tưới cho tình yêu của đôi bạn trẻ thêm sinh sôi, nảy nở, đơm hoa kết trái. Xin được chúc cho đôi bạn trẻ trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa ốc vui tươi. Vâng, xin mời đôi bạn trẻ sẽ rót thật mạnh lên ạ. Vâng ạ. Vâng, rất tuyệt vời, rất ngọt ngào trong buổi trưa ngày hôm nay. À, tiếp tục chương trình xin được kính chuyển lời mời thầy chú rể cũng sẽ vất lễ đến với chai rượu thứ hai ạ. Xin mời chú rể sẽ mở chiếc khóa sát ra và chai rượu thứ hai này rất mong muốn chính tay của cô dâu sẽ sóc cho chú rể ạ. Thân ái kính mời. Vâng ạ, xin mời cô dâu ạ. Vâng ạ, bằng sức mạnh tình yêu của cô dâu ạ, xin mời cô dâu sẽ sóc chai rượu thật mạnh lên ạ. Nữa đi ạ, nữa đi ạ, cái gì cũng phải lắc nó ra. Vâng ạ, thân ái kính mời. Và đến giờ phút này xin mời chú rể sẽ cầm lấy ly rượu ạ. Xin mời chú rể sẽ cho nó phụt ra nước đi ạ. Vâng, rất mạnh trong buổi trưa ngày hôm nay. Và đến giờ phút này xin mời đôi bạn trẻ sẽ rót xuống hàng ly phía dưới để nâng lên đấng sinh thành cho mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Thân ái kính mời. Vâng, và chai rượu thứ hai này tượng trưng cho rượu nghĩa, rượu tình. Và rượu này hãy sống tốt làm ba, chung để thần mẹ, vì hiếu vợ cha, và đôi bạn trẻ mà chiến tình. Và đến giờ phút này đôi bạn trẻ đang rót những ly rượu hiếu chiến tình để nâng lên đấng sinh thành ra mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và tại kính mời cô dâu sẽ nâng hai ly rượu. Vâng ạ, xin mời đôi bạn trẻ sẽ cùng nhau rót tiếp ạ, để cho hết chai rượu trong buổi trưa ngày hôm nay đi ạ. Và đại kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và chai rượu thứ hai này rất mong muốn toàn thể quý vị chúng ta cũng sẽ cùng niềm vui, niềm hoan hỷ của người đại gia đình. Chúng ta có thể rót rượu của mình vào ly để cùng uống chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay được không ạ? Thân ái kính mời. Và xin mời cô dâu sẽ nâng hai ly rượu về phía gia đình nhà chồng của em. Và xin mời chú rể sẽ nâng hai ly rượu về gia đình và vợ của bạn. Thân ái kính mời. Vâng ạ, xin mời đôi bạn trẻ của chúng ta
xin mời đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ cầm lấy hai ly rượu của mình và cùng đứng ra phía giữa sân khấu ạ. Và xin mời đôi bạn trẻ sẽ cùng khoác tay vào nhau để uống rượu ra bôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến ạ. Và hiện tại đến giờ phút này thì anh em làm chương trình cũng như đại gia đình đang rất mạnh mẽ đó rồi ạ. Và tiếng gọi mạnh mẽ của toàn thể quý vị đâu ạ? Và quý vị đã rót đầy thân tràn những ly rượu trên mâm cơm bàn tiệc của mình chưa? Và nếu như có thể, toàn thể quý vị có thể dành cho đại gia đình tầm khoảng 10 giây thôi. Toàn thể quý vị thể cầm lấy ly rượu của mình và cùng nhau đứng dậy để dô được không ạ? Vâng, được không ạ? Xin mời toàn thể quý vị hãy cùng dành cho đại gia đình tầm khoảng 10 giây thôi ạ. Toàn thể quý vị chúng ta có thể cầm lấy ly rượu của mình để cùng đứng dậy để dô được không ạ? Vâng, thân ái kính mời. Vâng ạ, thân ái kính mời. Vậy em phải mau kịp nhớ lấy tướng con. Vâng ạ, và anh tôi sẽ đếm 1, 2, 3 xô. 1, 2, 3 uống. 1, 2, 3 cạn. 1, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc. Toàn thể quý vị chúng ta đã sẵn sàng chưa? Vẫn chưa sẵn sàng ạ? Sẵn sàng to hơn nữa đi ạ. Anh em ơi, cả nhà mình ơi, 1, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc. Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng ngồi xuống ạ. Vâng, và xin mời đại gia đình của chúng ta. Vâng ạ, và một lần nữa xin mời đại gia đình của chúng ta sẽ cùng quay mặt để cụng ly với nhau trong buổi trưa ngày hôm nay. Đại kính mời. Chúc cho tình thông gia hai nhà như một mãi mãi xanh tươi ạ. Một lần nữa chân thành cảm ơn đại gia đình rất nhiều. Và đến giờ phút này xin mời cô dâu và chú rể cũng như đại diện của hai bên gia đình sẽ cùng trở xuống bên dưới để uống rượu cảm ơn tới tập thể quý vị. Bắt đại kính mời.